Một thiếu niên tỉnh dậy trong một thang máy ngầm và không có chút ký ức gì về danh tính của mình. Sau đó, vài thiếu niên khác chào mừng cậu trong một đồng cỏ rộng lớn gọi là Glade, được bao quanh bởi những bức tường thành khổng lồ. Những thiếu niên này được gọi là Gladers, sống với nhau ở đây giống như một ngôi làng, với mỗi thành viên sẽ đảm nhận một nhiệm vụ riêng. Người lãnh đạo của họ, tên là Alby, nói rằng mọi người sẽ nhớ lại tên trong vài ngày nhưng không thể nào nhớ được quá khứ của mình. Người thiếu niên này hiểu ra rằng cách duy nhất để ra khỏi đây là vượt qua mê cung rộng lớn kia. Hàng ngày, các runner sẽ chạy khắp mê cung để tìm lối thoát và phải trở về trước khi cánh cổng đóng lại lúc trời tối. Chưa một ai từng sống sót qua một đêm trong mê cung. Trong lúc đánh nhau với một thiếu niên khác tên Gally, cậu đột nhiên nhớ ra tên của mình là Thomas. Ngày hôm sau, anh ta bị Ben tấn công. Một runner đã bị đốt bởi một con nhím sầu Griever, một trong những sinh vật chết chóc luôn lang thang trong mê cung vào ban đêm. Ben sau đó bị ép vào mê cung một mình để tìm cái chết vì họ không có thuốc chữa cho tình trạng của anh ấy. Sáng sáng hôm sau, Alby trở thành runner thay cho Ben. Anh đi cùng Minho vào trong mê cung. Đến khi trời gần tối, Minho xuất hiện và kéo theo Alby cũng đã bị đốt bởi River, nhưng họ không thể đến được lối vào trước khi nó đóng lại. Thomas quyết định chạy vào trong mê cung để giúp đỡ họ, thế là cả ba người bị mắc kẹt lại. Đêm hôm đó, Thomas dụ được một con nhím sầu chạy vào một hành lang đang đóng lại khiến nó bị nghiền nát. Ba người vì thế mà có thể sống sót qua đêm và quay trở lại tràng cỏ vào sáng hôm sau. Cũng ngày hôm đó, thang máy lần đầu tiên đưa tới một cô gái, cùng với lời nhắn nói rằng cô ấy sẽ là người cuối cùng. Cô ta nhận ra Thomas, nhưng anh không thể nhớ được cô ta. Sau đó, Thomas, Minho, Fryben, Weston và Charles cùng nhau tiến vào mê cung để tìm con nhím sầu đã bị chết và lấy được một thiết bị liên tục phát ra tiếng bíp từ bên trong nó. Gally cho rằng chính Thomas đã gây nguy hiểm cho sự yên bình ở nơi đây và muốn anh bị trừng phạt. Tuy nhiên, Newt, người có quyền lực thứ hai của nhóm, thay vào đó chỉ định Thomas trở thành một runner. Minho cho Thomas xem mô hình mê cung dựa trên những gì họ khám phá trước đây. Mê cung có các khu vực được đánh số theo chu kỳ mở và đóng của chúng. Thomas nhận ra rằng thiết bị họ lấy được tương ứng với một khu vực của mê cung. Trong khi đó, cô gái tên Teresa mang theo hai ống tiêm chứa hợp chất chưa được xác định. Một ống đã được tiêm cho Alby và anh ta đã hồi phục trở lại. Minho và Thomas sau đó đã mạo hiểm quay trở lại mê cung cùng với thiết bị và khám phá ra một lối thoát. Bất ngờ, một tia laser quét qua cả hai và lối thoát đóng lại. Thomas và Minho bắt đầu chạy trốn, nhưng những cái bẫy được kích hoạt gần như đã giết chết họ. Đêm đó, điều kỳ lạ đã xảy ra, lối vào mê cung đã không đóng lại mọi khi và tất cả những cửa khác lại đồng thời mở ra. Thế là lũ nhím sầu kéo nhau xông vào. Một cuộc thảm sát đã xảy ra và mọi người hoảng loạn tìm chỗ ẩn nấp. Alby, Chad, Clint và vài người khác đã bị giết. Sau đó Gally đã đấm Thomas và đổ lỗi cho anh ta vì mọi chuyện đã xảy ra. Thomas cuối cùng tự đâm mình bằng một mũi nọc độc của nhím sầu. Mọi người tiêm cho Thomas ống thuốc cuối cùng. Trong khi bất tỉnh, anh nhớ lại rằng chính anh và Teresa làm việc cho tổ chức đã tạo ra mê cung Wiccan và những người ở đây chỉ là đối tượng của một cuộc thí nghiệm. Thomas tỉnh dậy và nói những điều đó với Newt, Minho, Chuck và Teresa. Thomas đã tiết lộ rằng anh và Teresa họ đã làm việc với Wiccan để nghiên cứu về mọi người ở đây trong nhiều năm. Trong khi đó, Gally đã chiếm lấy quyền chỉ huy và quyết định hiến tế Thomas và Teresa cho bọn nhím sầu để khôi phục lại hòa bình. Tuy nhiên, nhóm Thomas đã phản công lại và tiến vào mê cung trong nỗ lực tìm ra lối thoát. Gally và vài người khác từ chối rời đi cùng họ. Trong khi chiến đấu với lũ nhím sầu, Jeff và vài người khác bị giết. Họ cuối cùng cũng tìm được đường ra và đi vào một phòng thí nghiệm đầy xác chết. Trong một đoạn video, một người phụ nữ tên là Ava Paige giải thích rằng hành tinh này đã bị tàn phá bởi ánh sáng mặt trời và sau đó là một đại dịch virus chết người gọi là hỏa khuẩn. Nhóm của Thomas hiểu ra họ là một phần của một thí nghiệm nhằm phát triển phương thuốc chữa căn bệnh này. Paige đã tự bắn mình trong video khi phòng thí nghiệm bị những người có vũ trang tấn công. Đột nhiên Gally đi đến với một khẩu súng, hắn đã bị trích bởi một con nhím sầu. Hắn khăng khăng rằng họ phải ở trong mê cung và nhắm vào Thomas. Minho ngay lập tức phóng lao xuyên qua người Gally. Trong khi Thomas đang khóc vì Chuck đã bị dính đạn, những người đeo mặt nạ bất ngờ xông vào và đưa cả nhóm tới một chiếc trực thăng. Nó bay qua một vùng sa mạc mênh mông và tiếp cận một thành phố hoang tàn. Sau đó, những nhà khoa học đã chết gặp nhau trong một căn phòng. Paige ghi nhận rằng thí nghiệm đã thành công, những người sống sót đang bước vào giai đoạn 2. Bộ phim bắt đầu với cảnh cậu bé Thomas bị bắt đi khỏi mẹ cùng với những đứa trẻ khác bởi Ava Paige và lính của tổ chức Wiccan. Nhiều năm sau đó, ngay sau khi được cứu khỏi mê cung, Thomas và những người còn lại là Teresa, Newt, Fryben và Winston được đưa đến cơ sở được quản lý bởi Janson. Hắn nói rằng nơi đây sẽ bảo vệ họ khỏi Wiccan, hỏa khuẩn và cung cấp cho họ thức ăn cũng như các nhu yếu phẩm. Ở đây, Thomas khám phá ra rằng họ không phải là những người duy nhất bị bắt làm thí nghiệm mà có rất nhiều những mê cung khác như vậy đã được xây dựng. Thomas nghi ngờ Janson và bắt đầu điều tra cơ sở này. Với sự giúp đỡ của Aris, người đầu tiên đến đây từ một mê cung khác, Thomas phát hiện ra rằng lãnh đạo của Wiccan, Ava, vẫn còn sống và chính Janson đang làm việc cho Wiccan. Họ thảo luận về việc thí nghiệm trên những người có miễn dịch và việc Janson phải tìm cánh tay phải, tên gọi của một nhóm quân kháng chiến đang ở trên núi. Ngay sau đó, nhóm của Thomas, bao gồm cả Aris, đã trốn khỏi cơ sở này đi ra thế giới hoang tàn bên ngoài, chính là vùng đất cháy. Janson lệnh cho binh lính của Wiccan đuổi theo để bắt họ. Cả nhóm trốn được vào trong một trung tâm mua sắm bị bỏ hoang và lần đầu tiên gặp gỡ những Jambi, chính là những người đã bị biến đổi bởi hỏa khuẩn. Trong cơn hỗn loạn, Winston đã bị nhiễm khuẩn bởi một trong số chúng. Khi trời sáng, họ nhìn thấy thành phố này chỉ còn là đống đổ nát và Wiccan vẫn đang lùng sục khắp nơi để tìm họ. Tình trạng của Winston bắt đầu trở nên tệ hơn, điều đó buộc những người khác phải đẩy anh ấy tự sát để ngăn chặn sự biến đổi của mình. Cả nhóm tiếp tục băng qua sa mạc, cho tới một đêm. Thomas tỉnh dậy và phát hiện ra ánh sáng ở phía xa. Anh và những người khác tiến về phía phát ra ánh sáng đó, nhưng cơn giông bất ngờ nổi lên. Họ chạy vào một cơ sở bị bỏ hoang để trú ẩn. Minho bị sét đánh nhưng anh may mắn sống sót. Họ đến một nơi chứa toàn những zombie bị sick. Ở đây, họ gặp Brenda và Job, người dẫn đầu một nhóm khá nguy hiểm và sử dụng zombie như những chú chó gác cổng. Sau khi Brenda và Job biết nhóm của Thomas đến từ Wiccan và họ đang trên đường tìm kiếm cánh tay phải, thì hai người đã đồng ý đưa họ đến đó và quyết định bỏ lại nhóm của mình. Vài phút sau, Wiccan, dẫn đầu bởi Janson, đã tấn công vào nơi này. Job ngay lập tức cho nổ tung cả cơ sở. Thomas và Brenda bị bỏ lại phía sau, trong khi những người còn lại trốn thoát cùng với Job. Khi Thomas và Brenda đụng độ với 7 Jambi, Brenda đã bị nhiễm khuẩn. Thomas ngay sau đó đã hồi tưởng lại khi anh ta và Teresa cùng làm việc ở Wiccan. Thomas cố cảnh cáo Teresa về những kế hoạch của Wiccan, sau đó họ bị tách ra bởi lính của Wiccan. Khi Thomas và Brenda đoàn tụ lại với nhóm, Jack đã tra khảo Marcus, một người sống sót đã bí mật làm việc cho Wiccan để hắn khai ra vị trí của cánh tay phải. Cuối cùng, nhóm cũng đã đến được trại cứu trợ của cánh tay phải, nơi những người có miễn dịch khác cũng có mặt. Vince, lãnh đạo của cánh tay phải, đã chào đón họ. Vì tình trạng của Brenda đột nhiên trở nên tồi tệ, Vince đe dọa sẽ bắn cô ta, nhưng may mắn là Mary Cooper đã kịp thời ngăn lại. Bà là một thành viên cũ của Wiccan và tiết lộ rằng Thomas chính là người cung cấp thông tin của Wiccan cho họ. Khi Marie chữa cho Brenda bằng cách sử dụng một loại enzyme đặc biệt, Marie giải thích rằng enzyme này chỉ có thể lấy được từ cơ thể miễn dịch mà không thể sản xuất một cách bình thường, và chính điều này đã dẫn đến việc Marie đã rời khỏi Wiccan. Tối hôm đó, Teresa gọi cho Wiccan và nói với họ vị trí của cô vì cô tin rằng động cơ của Wiccan là đúng đắn, dẫn đến một cuộc tấn công của Wiccan. Ava và Janson đến để đối mặt với những người ở cánh tay phải. Janson bắn chết Mary, rồi sau đó quân của Wiccan bắt sống những người còn lại, trong đó có cả Minho và Aris. Sau khi Thomas và cánh tay phải đẩy lui được quân Wiccan, thì Ava, Janson và Teresa rút lui cùng với những người bị bắt. Với chỉ vài người sót lại, Thomas lên kế hoạch xâm nhập vào Wiccan và quyết định sẽ hạ gục chúng để cứu bạn bè của mình và những người khác. Các bạn và cánh tay phải đều đồng ý giúp Thomas và họ sẽ chuẩn bị đánh trả ngay lập tức. Thomas, Neil, Fryben là những Glader tự do có miễn dịch cuối cùng còn lại sau sự suy giảm dân số nghiêm trọng do hỏa khuẩn gây ra. Họ và cánh tay phải tiến hành một cuộc kháng chiến và giải cứu những người miễn nhiễm khác từ những chiếc tàu hỏa vận chuyển người của Wiccan, một tổ chức chịu trách nhiệm bắt giữ và thí nghiệm trên những đứa trẻ có miễn dịch. Họ nhận ra rằng Minho, người bạn của họ bị Wiccan bắt trước đó, đã ở trong một tòa hàng khác và được trở tới thành phố cuối cùng, The Last City, trụ sở của Wiccan. Chống lại quyết định của Vince, người lãnh đạo của cánh tay phải, ba người đã rời khỏi trại để đi cứu Minho. Minho lúc này đang bị Wiccan liên tục tra tấn bởi chúng hy vọng sẽ phát triển được thuốc chữa virus từ cơ thể của anh. Hướng tới thành phố cuối cùng, nhóm Thomas bị tấn công bởi những con zombie là những người bị biến đổi do nhiễm hỏa khuẩn. May mắn là họ được cứu bởi Chuck và Brenda, sau đó cả hai cũng tiếp tục tham gia chuyến đi cùng với họ. Cả nhóm cuối cùng cũng đến được bức tường thành bao quanh thành phố cuối cùng. Bên ngoài bức tường, mọi người đang tập hợp lại biểu tình để được vào thành phố. Khi Wiccan nổ súng vào những người biểu tình, nhóm Thomas bị bắt đi bởi một nhóm vũ trang đeo mặt nạ và bị đưa đến một căn cứ khác. Một thành viên của nhóm vũ trang bỏ mặt nạ ra và đó là Gally, người tưởng chừng đã chết sau khi bị Minho tấn công. Gally đưa họ đến gặp Lawrence, lãnh đạo cuộc nổi loạn của những người bên ngoài bức tường. Hắn giúp Thomas, Neil và Gally tiến vào thành phố cuối cùng thông qua một lối đi bí mật. Gally dẫn Thomas và Neil đến thành phố và họ phát hiện ra Teresa. Gally nói với Thomas rằng anh ta có cách để đưa họ vào trụ sở của Wiccan. Neil sau đó thú nhận với Thomas rằng anh ấy đã bị nhiễm khuẩn. Hứa sẽ chữa cho Neil bằng mọi giá, Thomas và Gally đã ngay lập tức lên kế hoạch bắt cóc Teresa. Ngụy trang thành lính của Wiccan, Thomas, Neil và Gally hộ tống Teresa vào trụ sở của Wiccan và đi tới vị trí của những người có miễn dịch đang bị giam cầm. Gally ở lại trông chừng bọn trẻ có miễn dịch và tìm kiếm huyết thanh làm chậm hòa khuẩn. Thomas, Teresa và Neil đi tìm Minho nhưng bị Janson phát hiện và đuổi theo. Teresa giúp họ trốn thoát để tìm Minho trước rồi vội vã đi làm xét nghiệm trên máu của Thomas, thứ đã dính trên một chiếc khăn khi cô ấy giúp Thomas loại bỏ thiết bị theo dõi. Sau khi đưa những đứa trẻ miễn dịch và huyết thanh đến chỗ Brenda, Gally ngay lập tức trở về trụ sở của Wiccan để tìm Thomas. Brenda buộc phải đi trước cùng với bọn trẻ để tránh bị bắt bởi lính của Wiccan. Thomas và Neil cuối cùng cũng tìm được Minho trong khu y tế. Trong khi đó, Teresa phát hiện ra máu của Thomas có thể chữa được hỏa khuẩn. Cô ấy ngay lập tức báo cho thủ lĩnh của Wiccan, Ava Paige. Cả hai đều đồng ý rằng họ phải tìm Thomas ngay lập tức. Trong lúc này, Brenda và những đứa trẻ miễn dịch đã thoát khỏi Wiccan với sự giúp đỡ của Fryben. Trong khi đó, Lawrence lại tiếp tục cuộc nổi loạn của mình bên ngoài thành phố. Hắn cho thổi tung bức tường thành và hy sinh bản thân để cho quân nổi loạn và những người bị nhiễm bệnh tấn công vào. Gally kịp thời cứu được Thomas, Newt và Minho. Trong khi Minho và Gally đi lấy huyết thanh từ Brenda, Newt đưa dây chuyền của mình cho Thomas rồi ngất đi. Teresa đưa thông báo tới khắp thành phố và nói với Thomas rằng máu của anh có thể cứu được Newt nếu anh ấy trở về Wiccan. Newt lúc này gần như đã bị biến đổi bởi hỏa khuẩn, bất ngờ tỉnh lại và tấn công Thomas, cầu xin Thomas hãy giết anh. Khi Thomas từ chối, Newt không còn lựa chọn nào khác, đã tự đâm dao vào ngực của mình. Thomas trở lại cơ sở Wiccan và gặp Paige. Trong khi họ nói chuyện thì Janson lúc này đã bị nhiễm hỏa khuẩn, đã giết Paige và bắn thuốc mê vào Thomas. Lúc sau, Thomas tỉnh dậy trong cơ sở. Teresa đã lấy được máu của anh và thành công tạo ra thuốc chữa hỏa khuẩn. Sau khi nghe thấy Janson nói rằng hắn chỉ quan tâm đến việc tự chữa cho mình và những người mà hắn cảm thấy đáng giá, Teresa đã tấn công Janson và cứu Thomas. Thomas chiến đấu với Janson và cuối cùng Thomas giải phóng cho hai Jambi và để chúng giết chết Janson. Tòa nhà bất ngờ cháy lớn, Thomas và Teresa trốn được lên trên nóc nhà. Sau khi Teresa đưa cho Thomas phương thuốc chữa hỏa khuẩn, cả nhóm xuất hiện kịp lúc trên một chiếc máy bay. Thomas leo lên được, nhưng Teresa đã chết khi cả tòa nhà bất ngờ đổ sập xuống. Cả nhóm quay trở về đoàn tụ với mọi người và tất cả cùng nhau trốn thoát trên một nơi an toàn. Ở đó, Thomas phát hiện ra rằng trong dây chuyền mà Neil đưa cho anh ta có ghi lại một lời nhắn. Trong khi vẫn còn đau đớn bởi cái chết của những người bạn, Thomas đọc lời nhắn của Neil rằng hãy chăm sóc mọi người và cảm ơn Thomas vì đã là bạn của anh.